Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dài dẳng. Xin gửi lời chào đến tất cả quý vị đang cùng đến với chương trình Bác sĩ 247 được phát sóng vào mỗi sáng thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Thưa quý vị, viêm lộ tuyến cổ tử cung là một trong những bệnh lý viêm nhiễm phụ khoa ở các chị em. Và để điều trị thì thông thường là các chị em sẽ được khuyên là áp dụng biện pháp đó là đốt diệt tuyến sau khi đặt và uống thuốc chống viêm với lộ tuyến từ độ 2 trở đi. Tuy nhiên, đốt diệt tuyến là một biện pháp can thiệp ngoại khoa nên nó sẽ gây ra những cái tác dụng như là gây đau, gây tổn thương sau diệt tuyến nên sẽ bị chảy máu, chảy dịch và phải uống thuốc dự phòng bội nhiễm và phải kiêng quan hệ ít nhất là 8 tuần. Chưa kể là khi mà đốt diệt tuyến có thể để lại cái sẹo, xơ cứng gây ứ động máu kinh, gây khó thụ thai và cản trở quá trình sinh đẻ tự nhiên, cũng như tỷ lệ tái phát viêm lộ tuyến lại khá cao, chiếm tới hơn 50%. Và nhiều chị em thì tái đi tái lại nhiều lần, mặc dù đã được điều trị kể cả diệt tuyến vài lần, khiến cho họ cảm thấy rất là chán nản, đến mức là không muốn tiếp tục việc điều trị nữa. Thưa quý vị, như vậy thì câu hỏi đặt ra là làm thế nào để khắc phục viêm lộ tuyến cổ tử cung, tránh phải diệt tuyến cũng như là tránh bị dai dẳng và tái phát? Thì chúng tôi mời quý vị ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với những cái tư vấn cùng với bác sĩ của chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thái Hà, nguyên trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Từ Dũ, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào bác sĩ. Xin chào Nguyễn Khang và chào các quý vị đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, trước khi mà bắt đầu thì chúng tôi mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi một cái tiểu phẩm ngay sau đây. À, dạ em chào chị, chị dùng gì ạ? Em bán cho chị theo đơn này nha. Dạ. Chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung mức độ 3, thuốc điều trị viên uống, viên đặt, dung dịch rửa. Chị ơi, đây là thuốc mà bác sĩ đã kê đơn cho chị, được điều trị trong 14 ngày, sau 1 tháng thì tái khám lại, nhưng mà khi mà hết viêm thì sẽ diệt tuyến luôn đó chị. Ờ, đúng rồi, nhưng mà chị cũng không có muốn là diệt tuyến đâu, tại vì chị của chị cũng đã từng diệt rồi nhưng mà cũng không có hết, còn chị thì do chị bị tái đi tái lại cho nên chị mới bị ở cấp độ 3. Dạ, hơn 5 năm em bán thuốc ở đây, cũng gặp rất là nhiều chị em có trường hợp giống như là chị. Em cũng đã tư vấn cho các chị rất là nhiều, không cần nó phải diệt tuyến bởi vì là các chị còn phải sinh em bé. Mặc dầu là gặp tỷ lệ ít thôi nhưng mà nếu mà khi gặp phải thì sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản đó chị. Ờ, thì bác sĩ cũng nói với chị y giống như em vậy đó. Nhưng mà vì nếu mà viêm lộ tuyến mà không chữa trị thì cũng khó mang thai. Chị thì bị tái đi tái lại, bây giờ chị hết kiên nhẫn rồi, chắc chị cũng phải duyệt nó thôi ạ. Nếu mà như vậy á thì chị cho em được tư vấn cho chị nha, là tại vì các chị khách của em trước kia đã dùng và cũng đã khỏi, không cần phải diệt tuyến mà vẫn chữa khỏi và mang thai được đó chị. Vậy thì em tư vấn cho chị với, nếu mà được vậy thì tốt lắm. Vậy chị chờ em chút xíu nha. Dạ đây, bây giờ thì chị cứ dùng đúng theo đơn thuốc của bác sĩ kê và chị dùng đủ thuốc cùng với đơn của bác. Đồng thời chị giúp giùm em là dùng thêm viên uống hỗ trợ này nha. Đây là viên uống có chứa thành phần là Immugamma và các thảo dược, rất là hiệu quả trong việc mà hỗ trợ cùng với đơn của bác sĩ, giúp cho việc là điều trị viêm và chống tái phát lại. Vậy thì em lấy cho chị đủ loại thuốc nha. Chị về chị dùng thử, xong có gì chị sẽ quay lại đây tìm em. Dạ chị, ngoài ra là chị nên dùng kèm gel vệ sinh này, bởi vì là gel vệ sinh có chứa nano bạc và độ pH từ 4 đến 6. Đây là độ pH làm dịu nhẹ và cân bằng cho vùng kính của chị em mình á. Chị nên dùng mỗi ngày một lần nha. Chị cảm ơn em. Vậy em lấy đủ hết tất cả các loại thuốc cho chị nha. Chị về chị dùng, sau 1 tháng sau chị sẽ tìm em. Dạ em cảm ơn chị. Vậy thì chị cứ dùng theo đơn của bác, sau 1 tháng như thế nào chị nhớ quay lại cho em biết nha. Chị đợi em chút xíu, em lấy thuốc cho chị. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ cho mọi người biết là viêm lộ tuyến cổ tử cung là gì và vì sao cái bệnh này lại phổ biến ở phụ nữ hiện nay ạ? Viêm lộ tuyến cổ tử cung thì nó có hai cái chi tiết. Thứ nhất là cái tình trạng lộ tuyến ở cổ tử cung là gì? Yeah. Tại vì bình thường thì cái cổ tử cung nó không có lộ tuyến, nhưng mà khi mà lộ tuyến tức là cái tổn thương cái lớp tế bào tuyến ở bên trong cái cổ tử cung á, nó sẽ lan ra mặt ngoài của cái cổ tử cung, nó chiếm
một phần hoặc là toàn bộ cái diện tích của lớp tế bào lát trên cổ tử cung nó mới gây ra tình trạng lộ tuyến. Thế và viêm lộ tuyến là tình trạng lộ tuyến này cộng với viêm nhiễm xảy ra tại cổ tử cung thì người ta gọi là viêm lộ tuyến, và như vậy thì nó thường kèm với tình trạng gọi là viêm âm đạo. Và khi mà bị viêm lộ tuyến cổ tử cung thì nó sẽ có rất là nhiều cái biểu hiện ở chị em. Cái mà chị em sẽ cảm nhận được đầu tiên đó, đấy là cái tình trạng cái huyết trắng hay còn gọi là khí hư. Nó, cái dịch âm đạo đó, nó ra rất là nhiều. Đấy, và cái màu của nó không còn là màu trắng nữa, mà nó sẽ là màu xanh hoặc là vàng xanh hoặc là như mủ. Cái nữa là gì? Nó có thể là khi mình quan hệ nó sẽ bị chảy máu. 80% chị em trong độ tuổi sinh sản, tức là từ 18 đến 40, rất là dễ bị lộ tuyến, và 60 đến 70% chị em trong cái số này bị viêm lộ tuyến cổ tử cung. Tại sao như vậy? Là tại vì thứ nhất là cái hệ sinh dục của người phụ nữ nó là một cái ống thông mở từ ngoài đi vào, tức là âm hộ, âm đạo, rồi tới cổ tử cung, rồi tới tử cung. Cho nên mà cái tình trạng viêm âm đạo thì nó rất là dễ. Cho nên khi viêm âm đạo cộng với cái tình trạng mà lộ tuyến cổ tử cung như mình đã nói thì cái cổ tử cung nó sẽ dễ bị viêm lộ tuyến. Đấy. Thế và cái thứ hai nữa là chị em dùng cái dung dịch tẩy rửa nó quá mạnh. Đấy, làm thay đổi cái môi trường sinh lý của âm đạo, tức là cái pH của âm đạo nó bị thay đổi và nó bị suy giảm, thì nó sẽ là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn có hại và nấm nó phát triển, cộng với tình trạng lộ tuyến cổ tử cung gây nên viêm lộ tuyến cổ tử cung. Đấy, và những chị em mà phải điều trị kháng sinh kéo dài rồi đang xạ trị, hóa trị đó, thì sẽ làm cho cái hệ miễn dịch của cơ thể nó bị suy giảm, và như vậy thì nó sẽ làm thay đổi cái độ pH, tức là cái môi trường sinh lý của âm đạo. Và đây chính là cái nguyên nhân quan trọng nhất làm cho mình dễ bị viêm nhiễm âm đạo cộng với lộ tuyến nữa, thành ra viêm lộ tuyến cổ tử cung. Như vậy thì hiện giờ có những cái phương pháp nào để điều trị cái viêm lộ tuyến cổ tử cung, và ưu cũng như là nhược điểm của những phương pháp này là gì thưa bác sĩ? Cái điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung nó sẽ tùy thuộc vào cái mức độ lộ tuyến và những cái khó chịu phiền toái mà cái viêm lộ tuyến này nó gây ra cho người bệnh. Thí dụ như là mức độ nhẹ và trung bình, tức là cái diện tích vùng lộ tuyến đó nó chỉ dưới 2/3 cái bề mặt của cái cổ tử cung thôi. Đấy, và cái độ lộ tuyến chưa sâu thì chúng tôi sẽ cho là thuốc đặc để diệt các cái nguyên nhân tại chỗ, khôi phục lại cái bề mặt lành lặn của cái cổ tử cung, và thuốc uống nếu cần để chống cái viêm nhiễm lan rộng. Còn đối với cái mức độ nặng, tức là diện tích vùng lộ tuyến nó trên 2/3 hoặc chiếm hết toàn bộ bề mặt cái cổ tử cung rồi, đấy, và cái độ lộ tuyến thì nó sâu. Đấy, và cái quan trọng nữa là gì? Là chị em đã có sanh đủ số con mong muốn, hoặc là chị em đã đủ con rồi nhưng điều trị thuốc đặc, thuốc uống nhiều lần mà nó không có hiệu quả thì sẽ phải dùng cái biện pháp là diệt tuyến, có nghĩa là cắt bỏ cái phần tổn thương lộ tuyến đi, tạo thành một cái bề mặt mới cho cái cổ tử cung. Đó, thí dụ như là bằng cách đốt điện này, đốt laser, hoặc là dùng dao lép để cắt bỏ cái phần tổn thương đi. Đấy, và ưu điểm của những cái phương pháp này, tức là gì? Khi mình đặt thuốc thì sau 3 đến 5 ngày là chị em sẽ thấy là bớt khó chịu ngay, đấy, do cái hiệu quả của thuốc. Nhưng mà nó có những cái nhược điểm của cái biện pháp này là gì? Thí dụ như là thứ nhất là có những chị em đặt thuốc xong rồi vừa nghỉ có 1 tuần lễ lại thấy có những cái dấu hiệu khó chịu quay trở lại, tức là bệnh tái phát rồi. Cái thứ hai nữa là trong thời gian mà đặt thuốc á, là mình phải kiêng quan hệ. Đấy, nhất là khi sau diệt tuyến phải kiêng quan hệ từ 6 đến 8 tuần lễ, cho nó sẽ ảnh hưởng đến cái quan hệ vợ chồng, cái tình cảm vợ chồng. Và khi diệt tuyến, tức là mình làm một cái tổn thương mới cho cái cổ tử cung, thì cái tổn thương này khi nó lành nó có thể để lại cái sẹo
trên cái cổ tử cung, gây chích hẹp cổ tử cung, làm cho khó thụ thai, khó sanh đẻ tự nhiên đấy, và ứ động máu kinh làm cho mình bị đau bụng hoặc là rong kinh. Đấy, cho nên cái nhược điểm của cái biện pháp này là nó hơi hơi nặng. Để khắc phục những cái nhược điểm trên, hạn chế viêm lộ tuyến cổ tử cung tái phát và giảm cái tỷ lệ diệt tuyến. Đấy thì là bên cạnh cái việc đặt thuốc, uống thuốc theo cái toa của bác sĩ, thì chúng ta có thể dùng thêm cái sản phẩm có chứa Imogamma và các cái thảo dược như trinh nữ hoàng cung, hoàng bá, khổ sâm, diếp cá, dây kỷ ninh. Nó sẽ khắc phục những cái nhược điểm của cái biện pháp Tây y này. Vì sao? Vì nó sẽ cho các cái hiệu quả tuyệt vời như thế này. Thứ nhất, tăng khả năng chống viêm, làm nhanh lành các cái tổn thương do viêm và do lộ tuyến gây ra, và nó giảm cái thời gian chị em phải kiêng khem lại. Đấy, và biện pháp này đã áp dụng được cho tất cả các chị em mà chưa sanh con hoặc là chưa sanh đủ số con mong muốn. Và nó giúp cân bằng cái độ pH sinh lý của âm đạo, do đó nó sẽ giúp tăng cái khả năng chống viêm của cái vùng kính, và như thế làm giảm cái nguy cơ viêm nhiễm bệnh tật. Đấy, và chị em cũng nên lưu ý là trong thời gian điều trị cũng như là ngay ngày bình thường thì mình cũng nên sử dụng cái dung dịch rửa phụ khoa nó phù hợp, để có cái độ pH nó tương đương với độ pH của âm đạo. Hiện nay thì điều trị viêm lộ tuyến của tử cung thì cái phương pháp là đốt diệt tuyến thì nó cũng gây ra khá là nhiều cái phiền toái, cũng như là cái nguy cơ gì cho phụ nữ, đặc biệt là đối với những phụ nữ mà chưa sinh con hoặc là họ chưa sinh đủ số con mong muốn, thưa bác sĩ? Như mình đã nói đó, cái biện pháp diệt tuyến á, thì nó sẽ cho cái hiệu quả rất là nhanh. Nhưng khi thực hiện cái này, nó phải được cái sự theo dõi sát sao của bác sĩ và cái sự đồng thuận của người bệnh. Đấy, vì sao? Vì nó sẽ có những cái tác dụng phụ của cái bản thân này. Đó. Nó cho hiệu quả nhanh, nhưng mà nó lại như mình đã nói, diệt tuyến là gì? Diệt tuyến là mình bỏ cái lớp tế bào tuyến và tạo nên một cái tổn thương mới. Và tạo nên một cái tổn thương mới giống như mình cắt bỏ cái sẹo. Đó, mình có sẽ có một cái vết, cắt bỏ cái sẹo cũ lồi ra thì mình sẽ có một cái vết sẹo mới. Đó, và cái vết sẹo mới này nó có thể gây chích hẹp cái cổ tử cung. Và chích hẹp như vậy làm cái cổ tử cung không giãn nở được. Cho nên chị em sẽ khó sanh, khó có thai, và có khi nó còn gây ứ đọng máu kinh trong bụng, gây rong kinh, gây đau bụng. Đấy là những cái phiền toái của cái biện pháp diệt tuyến này, và đấy cũng là cái nguyên nhân chính mà tất cả các chị em chưa sanh con hoặc là chưa sanh đủ số con mong muốn là chúng tôi không làm cái biện pháp diệt tuyến. Cái lý do thứ hai nữa gây khó chịu nữa là gì? Như mình cũng đã nói, tức là phải kiêng quan hệ trong thời gian diệt tuyến từ 6 đến 8 tuần. Yeah. Vì sao? Vì sau diệt tuyến thì là cái cổ tử cung nó sẽ tăng tiết dịch lên, và đây chính là cái môi trường ẩm ướt tạo điều kiện cho viêm nhiễm âm đạo phát triển. Và nếu như mà có quan hệ là cái tổn thương mới nó chưa lành thì nó sẽ tăng nguy cơ chảy máu, tăng nguy cơ nhiễm trùng. Đó. Rồi thứ ba nữa là gì? Sau cái thủ thuật diệt tuyến phải uống kháng sinh từ 7 đến 10 ngày. Cái nguyên nhân này có thể dẫn đến cái tình trạng là thay đổi cái độ pH sinh lý của âm đạo, và như vậy nó dễ phát sinh ra những cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa khác. Đã diệt tuyến rồi nhưng 3-4 tháng sau chị em vẫn bị tái phát lại. Là vì sao? Đó là vì do suy giảm sức đề kháng của cơ thể, do mất cân bằng độ pH của âm đạo. Đấy, và cái nữa là do chị em chưa tuân thủ những cái quy định sau diệt tuyến mà bác sĩ người ta hướng dẫn. Vâng, thưa bác sĩ có thể chia sẻ rõ hơn là vì sao cái viên uống là nữ vương niêu có chứa Imogamma cùng với các loại thảo dược lại giúp cho cái việc khắc phục của căn bệnh viêm lộ tuyến của tử cung, tránh dẫn đến trường hợp là diệt tuyến cũng như là tránh bị dai dẳng và tái phát không ạ? Cái xu hướng hiện nay đó, để mà giảm cái tỷ lệ phải diệt tuyến
rồi giảm nguy cơ mà bệnh tái phát đó, thì là sẽ kết hợp thêm với đồng thời với viên thuốc đặc, thuốc uống theo toa của bác sĩ, thì chúng ta sẽ kết hợp thêm với cái viên uống có chứa Immugamma và các thảo dược khác như trinh nữ hoàng cung, hổ sâm, diếp cá, dây ký ninh. Nó cho những cái tác dụng rất là tuyệt vời. Thứ nhất là nó tăng khả năng chống viêm, làm nhanh lành các cái tổn thương do viêm, và nó kiểm soát cái dịch tiết của âm đạo, cho nên cái vùng kín nó sẽ khô thoáng hơn sau vài tuần sử dụng. Đấy. Cái thứ hai nữa là gì? Nó giúp tăng cường cái sức đề kháng của cái hệ sinh dục nữ, do đó nó sẽ giảm nguy cơ viêm nhiễm các bệnh phụ khoa, giảm các cái biến chứng của các bệnh phụ khoa, và đặc biệt nó giảm cái tỷ lệ ung thư cổ tử cung. Và khi kết hợp với lại thuốc đặc âm đạo và thuốc uống đặc trị của bác sĩ chuyên khoa thì để diệt các cái nguyên nhân gây bệnh, thì nó sẽ làm giảm lại cái tỷ lệ bệnh tái phát hoặc là bệnh kéo dài. Và viên uống này để với các cái thành phần thảo dược như thế, nó đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp phép lưu hành trên toàn quốc từ năm 2011. Và cái nữa, thành phần của nó toàn là thảo dược với độ an toàn, hiệu quả, cho nên chị em mình yên tâm sử dụng lâu dài. Đấy, và mình cũng xin lưu ý thêm là khi mà không chỉ trong thời gian điều trị mà kể cả ngày bình thường, thì các chị em nên sử dụng cái dung dịch vệ sinh phụ nữ nó phù hợp, thí dụ như là nữ vương gel, vì nó có cái độ pH là 4.6, phù hợp với cái độ pH sinh lý của âm đạo, và nó cũng chứa các cái thành phần là thảo dược như nano bạc, tinh chất trà xanh, tinh dầu bạc hà. Nó giúp tăng cái hiệu quả điều trị, ngăn ngừa cái nguy cơ viêm nhiễm từ ngoài lây vào và không gây dị ứng. Em ơi. Dạ, chào chị. Ủa, là chị đây mà. Nay chị đã tái khám lại chưa? Hôm nay chị đi tái khám, xong rồi chị mới ra đây để tìm em nè, định bắt đền em đó. Ủa, bộ chị không có dùng theo liều lượng mà em đã dặn chị hả? Bệnh của chị vẫn chưa dứt hả chị? Chị giỡn với em thôi mà làm gì em căng thẳng quá vậy? Hôm nay chị đi tái khám, xong rồi chị mới ra đây gặp em là để cảm ơn em á, vì em đã giới thiệu cho chị uống viên nữ vương nêu có chứa các thành phần Immugamma và các loại thảo dược. Mà hôm nay á, là chị không còn bị lộ tuyến nữa. Bác sĩ khám cho chị á, bác sĩ còn nói là tại sao chị có thể hết nhanh đến như vậy. Và bây giờ chị không còn phải duyệt tuyến nữa đó. Bây giờ hôm nay chị ra đây, chị muốn mua thêm một liệu trình nữa để về dùng, để cho sau này chị không có bị tái lại nữa. Chúc mừng chị nha, đó em đã bảo mà. Vậy thì hôm nay em sẽ đặt cho chị thêm một liệu trình nữa. Liệu trình này thì chị sẽ duy trì trong 3 tháng, mỗi ngày mình dùng 6 viên. Và song song đó chị dùng kèm với gel vệ sinh nữ vương. Em đảm bảo là chị sẽ khỏi hoàn toàn và không tái phát lại. Chị cảm ơn em nhiều lắm. Nhờ có em mà chị mới thoát khỏi được nỗi khổ bao nhiêu năm nay của chị đó. Vậy em lấy cho chị thêm một liệu trình nữa nha. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Chị chờ em xíu nha. Xin được cảm ơn chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 2 Thái Hà, và cảm ơn bác sĩ đã tư vấn rất là tận tình cho các chị em phụ nữ. Thưa quý vị, với phần chia sẻ của bác sĩ Thái Hà cũng đã khép lại chương trình Bác sĩ 247 ngày hôm nay. Chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Nữ Vương Niu, tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng của dược phẩm Vinh Gia đã đồng hành cùng với chương trình này. Ngay bây giờ thì quý vị có thể gọi điện cho số điện thoại tổng đài của chúng tôi, đó chính là 1800 558889, số điện thoại miễn cước, hoặc số điện thoại 24/7 0896 509 509, hoặc quý vị có thể gửi thư về địa chỉ hộp thư, đó là sangkhoe@bacsitivan.vn để được tư vấn trực tiếp. Mọi chi tiết quý vị có thể truy cập vào website bacsitivan.vn. Lần nữa cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt. Nữ Vương Niu giúp trẻ em tránh xa các bệnh viêm nhiễm phụ khoa dai dẳng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.